Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Word 2007 như là Word 2010 và phiên bản khác. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn kẻ bảng ở trên Word nhé, kẻ bảng ở trên Word và các cái thao tác cơ bản, các thao tác cơ bản dành cho các bạn mới sử dụng Word lần đầu cũng như là đang tìm hiểu về cách tạo bảng trên trên Word. Thì các bạn chú ý là đối với vấn đề kẻ bảng trên Word thì cũng không khó nhé, các bạn chỉ cần thực hành khoảng từ 3 lần trở lên là các bạn sẽ làm được. Thì trong video hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu, đó là gồm có 5 cái nội dung. Thứ nhất đó là cách tạo bảng ở trong Word này, tức là cách kẻ bảng này. Nội dung thứ hai là cách thêm hàng này, thêm cột này. Đó, thứ ba là cách xóa hàng này, xóa cột này. Và thứ tư là cách gộp ô. Gộp ô có nghĩa là gộp nhiều ô thành một ô. Và thứ năm là tạo cái đường viền cho bảng để chúng ta trang trí cái bảng đẹp hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt chia sẻ các bạn về từng cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là cách tạo bảng. Thì đầu tiên là mình sẽ mở cái Word 2007 lên các bạn nhé. Mình đang chia sẻ các bạn ở trên Word 2007 nhé. Với Word 2010 thì các bạn cũng làm tương tự. Đó. Rồi ở đây thì mình tạm thời là để cái trang như thế này đó. Rồi, ví dụ ở đây mình sẽ để kẻ bảng đúng không? Cách tạo bảng thì các bạn sẽ có hai cách. Thứ nhất là các bạn sẽ đi vào Insert này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đi vào cái mục Table này. Đó, Table. Thì cách kẻ bảng đầu tiên đơn giản và nhanh nhất đó là các bạn sẽ chọn ô và hàng ở trên này luôn. Đó, ví dụ như thế này có nghĩa là một hàng này, hai hàng này, ba hàng, bốn hàng. Đó, và số cột thì các bạn sẽ đến theo chiều đứng như thế này. Ở ví dụ đây là một cột này, hai cột, ba cột, bốn cột, vân vân. Đó, ví dụ như mình đây mình lấy một số hàng số cột đi. Đó, đến đây và các bạn kích đúp chuột trái vào thì chúng ta sẽ có một cái ô, một cái bảng mới các bạn nhé. Cách thứ hai các bạn cũng vào cái menu Insert và chúng ta sẽ vào Table này. Chúng ta sẽ kích vào cái mục là Insert Table. Đó, Insert Table nhé. Đó, thì lúc này nó sẽ có hiện ra một cửa sổ. Và trên cửa sổ này thì Word nó sẽ cho chúng ta gõ vào là số cột là bao nhiêu và số hàng bao nhiêu. À, ví dụ các bạn cần bao nhiêu cột, number of column, column là cột nhé, và number of row, row là hàng, thì các bạn cần bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng thì các bạn gõ vào đây. Ví dụ như mình cần ví dụ như là 6 cột này, 4 hàng thì mình gõ số 4 vào đây và sau đó chúng ta nhấn vào OK nhé. OK, đấy, như vậy là mình đã tạo ra một cái bảng rồi. Đó như vậy là có hai cách kẻ bảng các bạn nhé. Mình sẽ vào lại nhé, Insert này. Rồi, ở đây mình sẽ lấy một cái bảng bất kỳ đi, mình sẽ làm thật đơn giản để cho các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi, thì sau khi vào cái bảng như thế này thì chúng ta sẽ kéo giãn cái bảng này ra một chút nhé. Các bạn rê chuột vào cái góc vuông dưới cùng của bảng này, các bạn kéo giãn ra này. Các bạn nhấn vào giữ chuột trái nhé, nhấn vào giữ chuột trái để chúng ta kéo giãn cái bảng ra để cho nó đẹp hơn. Rồi, mình có thể cho nó xuống dưới chút. Rồi. Cạnh này sang bên này chịu đấy. Như vậy các bạn thấy rằng là cái nội dung thứ nhất là đã xong nhá. Rồi nội dung tiếp theo là thêm hàng, thêm hàng và thêm cột, thêm hàng và thêm cột. Thì ví dụ như là khi các bạn kẻ một cái bảng như thế này đúng không, và các bạn cần phải ví dụ như các bạn đánh hết rồi các bạn cần thêm hàng nữa. Ví dụ đây có ba hàng này, hàng thứ nhất này, rồi hàng thứ hai này, hàng thứ ba đúng không. Bây giờ mình muốn thêm một cái hàng nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào, là các bạn sẽ bôi đen cái hàng cuối cùng này này. Đó, ví dụ như vậy. Rồi sau đây các bạn là kích chuột phải lên. Và chúng ta sẽ đi vào cái mục là Insert, là Insert này. Tiếp theo các bạn kéo chuột sang bên phải và các bạn chọn vào cái dòng mà có biểu tượng là cái mũi tên đi xuống này. Đó là Insert Row Below. Insert Row Below có nghĩa là tạo một cái dòng ở phía dưới, các bạn kích vào đây. Đó. Tương tự như vậy, mình muốn tạo thêm dòng thì các bạn cũng bôi đen cả cái hàng này đi và các bạn kích chuột phải lên. Và chúng ta sẽ vào mục Insert này, kéo xuống cái dòng dưới cùng đó, Insert Row Below, biểu tượng có mũi tên đi xuống. Và ngoài ra thì các bạn có thể tạo thêm một cái dòng ở giữa này cũng được. Ví dụ như ở đây này, mình sẽ tạo thêm một cái dòng nằm ở giữa này nhé. Ở đây ví dụ như mình đánh số thứ tự là, mình gọi vào đây là số thứ tự đi. Đó, ví dụ là 1 này, 2 này, lấy 1 nhá, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Rồi, bôi đen cánh giữa. Rồi, cỡ chữ 14 đi. Rồi.
cái chuột phải lên và mình sẽ cho nó nằm ở ra vị trí giữa. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình muốn tạo thêm một cái hàng ở giữa số giữa giữa hàng 1 và hàng 2 đó. Hàng 1 và hàng 2 này mình muốn tạo thêm một cái hàng nữa thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, các bạn bôi đen hàng 1 này và chúng ta sẽ kích chuột phải lên. Chúng ta cũng vào đi mục insert và chúng ta chọn cái dòng có mũi tên đi xuống ở đây, biểu tượng có mũi tên đi xuống ở đây. Các bạn kích chuột vào đây. Đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái hàng ở giữa này nữa. Đấy, trong trường hợp các bạn thiếu nhá. Các bạn thiếu thì các bạn có thể làm như thế này. Rồi. Thêm cột thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Thêm cột thì mình sẽ giảm nó cho nó nhỏ lại một chút. Ví dụ bây giờ mình muốn thêm cái cột ở phía bên phải này nữa thì các bạn sẽ bôi đen cái cột ngoài cùng này này. Và các bạn cũng làm giống như là thêm hàng vậy thôi. Các bạn bôi đen xong, các bạn kích chuột phải lên và chọn xuống cái mục insert. Thì đối với thêm hàng ở bên phải thì chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng có cái mũi tên sang phải, tức là tạo thêm một cột ở bên phải đây. Thì dòng thứ hai đây, insert column to the right, có nghĩa là tạo thêm cái cột ở bên phải. Các bạn kích vào dòng số 2 này. Đó, tạo thêm cái cột ở đây nữa. Rồi các bạn muốn tạo thêm nữa thì chúng ta cũng tiếp tục bôi đen và chúng ta vào insert. Đấy, và vào dòng thứ hai này, mũi tên sang phải đây. Rồi trường hợp các bạn muốn tạo thêm một cái cột ở giữa này cũng là các bạn cũng làm tương tự như vậy, giống như lúc này các bạn tạo hàng, các ví dụ như là mình muốn tạo thêm cái cột ở giữa này nữa thì mình bôi đen cái cột này chẳng hạn. Và mình sẽ kích chuột phải lên vào insert. À, chọn thêm cái biểu tượng cột ở đây nữa. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái cột ở đây nữa các bạn này. À, cách làm rất là dễ các bạn nhé, rất là dễ nhé. Rồi, cái nội dung tiếp theo đó là xóa hàng và xóa cột. Đó, xóa hàng và xóa cột. Thì cái này cũng hay gặp và mình thấy có một số bạn cũng hay hỏi. Tức là xóa hàng và xóa cột, ví dụ như khi mà các bạn dư ra thì chúng ta sẽ xóa đi. Ví dụ như mình dư cái hàng số 4 này này. Thì mình sẽ xóa đi đúng không? Thì các bạn cũng làm giống như lúc này, các bạn sẽ bôi đen lên, bôi đen hàng này đi và chúng ta kích chuột phải lên. Tiếp theo là chọn vào cái mục là delete cell. Delete cell có nghĩa là chúng ta sẽ xóa bảng, xóa cái cột, xóa cái hàng này. Delete cell có nghĩa là xóa cái hàng này. Các bạn kích vào đây và tiếp theo chúng ta nhấn vào OK. Đó, như vậy là nó đã xóa đi cái hàng số 4. Và bây giờ ví dụ các bạn muốn xóa cái hàng số 1 này đi chẳng hạn, nếu mà nó dư ra thì mình cũng bôi đen, kích chuột phải lên và chọn delete cell và chúng ta nhấn vào OK ở cái cửa sổ này để chúng ta xác nhận. Đó, vậy mình đã xóa mất hai hàng các bạn nhé. Và trường hợp xóa cột cũng vậy, ví dụ như mình muốn xóa cái cột ở ngoài này, ngoài cùng này thì mình cũng bôi đen cái cột này đi, cái chuột phải lên vào xuống dòng delete column. Delete column có nghĩa là xóa cột, kích vào đây. Đó, xóa cột nhé. Hoặc là chúng ta có thể xóa cái cột ở chính giữa này cũng được, bôi đen cái chuột phải, delete column. Đó, rất dễ các bạn nhé. Chú ý là các bạn phải bôi đen. Như vậy là trong quá trình các bạn thao tác với bảng thì các bạn muốn thêm hàng này, thêm cột này, hoặc là xóa hàng, xóa cột nào đó thì các bạn phải bôi đen nhé, bôi đen. Sau đó các bạn kích chuột phải lên và các bạn sẽ chọn cái lệnh tương ứng. Rồi tiếp theo, nội dung tiếp theo là gộp ô. Gộp ô thì các bạn cũng hay làm đấy, cái này nhiều người cũng hay làm. Đó, và gộp ô có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình muốn gộp hai cái ô này này, hai cái ô ở ngoài này thành một ô đúng không? Gộp hai ô này thành một ô. Thì đầu tiên các bạn cũng bôi đen hai ô này đi. Và tiếp theo là kích chuột phải lên. Kích chuột phải xong thì các bạn kéo chuột xuống và chọn vào cái dòng là Make Cell. Make Cell là cái lệnh để chúng ta gộp hai ô thành một ô. Đó, như vậy là hai ô đã thành một ô các bạn này. Nhá. Rồi ví dụ bây giờ mình sẽ gộp nhiều ô hơn, ví dụ như mình không gộp hai ô này mà mình gộp bốn ô này luôn. Thì mình sẽ bôi đen toàn bộ bốn ô này. Bôi đen toàn bộ 4 ô và kích chuột phải lên. Và tiếp theo cũng giống như lúc nãy, các bạn vào Make Cell, kích vào đây. Đó, như vậy là chúng ta đã gộp tất cả các ô lại thành một ô trong trường hợp cần thiết nhé. Thì đối với những bạn làm công tác văn phòng hoặc là các bạn nào mà hay thao tác trên Word thì nếu cái việc kẻ bảng thì rất là khó tránh cái khỏi cái việc là gộp ô. Hầu như cái bảng nào các bạn làm cũng có gộp ô. Đó, thì các bạn sẽ làm như vậy nhé. Mình sẽ quay lại này. Rồi, cái nội dung cuối cùng nữa trong cái video này đó là cái vấn đề là tạo đường viền của bảng. Thì cũng có một số bạn có hỏi về cách tạo đường viền sao cho nó đẹp. Đấy, cho nó đẹp hơn. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn luôn. Cái này mình sẽ bỏ bớt đi một cột nhé, bởi vì là nó hơi nhiều quá. Delete này. Và cái này mình sẽ giảm sang bên này một chút. Rồi. Rồi, đây các bạn này. Thì trong cái vấn đề mà
Các bạn tạo đường viền của cái bảng này á, thì chúng ta sẽ bôi đen, các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái bảng này nhá. Ví dụ như ở đây là mình sẽ ghi là để bôi đen cái bảng này, các bạn kích vào cái nút vuông ở đây này, này bên trái đây, các bạn kích chuột trái vào đây đó, bôi đen. Sau đó các bạn kích chuột phải lên nhá, kích chuột phải lên và chúng ta chọn vào cái mục là border and shading. Border and shading có nghĩa là chúng ta sẽ thiết kế đường viền border and shading các bạn nhé, border and shading này, các bạn kích vào đây đó. Thì trong cái cửa sổ này thì họ sẽ cho chúng ta chọn cái đường viền tùy các bạn chọn. Ví dụ như các bạn muốn chọn là cái đường nào thì các bạn sẽ kéo cái thanh trượt này xuống này đây đó. Ví dụ mình chọn đường nét đứt đi, không chọn nét liền nữa, thì chúng ta sẽ kích vào cái dòng đầu tiên này chẳng hạn này. Đây đó, thì tất cả những cái này ở đây nó sẽ có đường nét đứt. Sau đây chúng ta nhấn vào OK đó. Như các bạn thấy, như vậy là các bạn thấy là các bạn đã chuyển cái bảng này thành cái đường nét đứt hết. Rồi mình quay lại nhé, sẽ làm lại cho các bạn xem thêm lần nữa. Rồi bôi đen xong rồi thì chúng ta sẽ kích chuột phải lên và vào border and shading. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái đường đường liền như thế này đi. Đấy, nhưng mà mình sẽ tăng cái độ đậm lên. Tăng cái độ đậm lên thì các bạn sẽ vào cái dòng white dưới này này, dòng white dưới này. Đó, các bạn sẽ kích vào cái sổ này. Cái mũi tên sổ xuống đây, chúng ta sẽ chọn cái độ đậm ở đây này. Ví dụ mình chọn 1.4 thì mờ hơn này, 1.2 thì đậm hơn này. Ở đây mình sẽ chọn là 1.2 đi. Mình sẽ chọn cái đường này đi cho nó đậm hơn chút và mình sẽ nhấn vào OK. Đó thì cái bảng của mình nó sẽ đậm hơn các bạn nhá. Rồi. Ở đây mình sẽ kéo xuống và mình sẽ ghi là các thao tác trên bảng đúng không? Ở đây mình sẽ tạo thêm cái tiêu đề này cho các bạn nhé. Tạo thêm cái tiêu đề là các thao tác cơ bản khi kẻ bảng này. Đấy, mình sẽ chọn phông chữ là Times New Roman này. Đó, và cửa chữ là mình sẽ lấy 16 này. Đấy, in đậm lên để cho các bạn dễ theo dõi về cái trang này nhé. Đó. Đây, mình sẽ tạo thêm những cái đường màu này các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái đường màu nền của cái dòng đầu tiên này chẳng hạn này. Đấy, ví dụ như vậy, màu nền cho cái khung này để cái bảng này nó đẹp hơn. Thì các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái dòng này đầu tiên này này. Và các bạn vào cái biểu tượng có hình chiếc xô đây. Đó, chiếc xô đây. Rồi. Và mình sẽ chọn cái màu cho nó. Ví dụ như màu này chẳng hạn các bạn này, hoặc là màu vàng này. Đấy. Màu xanh này. Màu này đi. Rồi. Ở bên này thì mình có thể tạo những cái đường bên này nữa. Đó, ví dụ như là mình sẽ chọn cái màu chữ ở đây, 1 2 3 4 thì mình có thể là chọn màu xanh. Đó, chọn cái chữ trừ màu xanh này. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp nhá. Rồi, cách làm đơn giản như vậy thôi các bạn nhá. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì mình cũng có chia sẻ được một số cái video về cách sử dụng Word ở trên máy tính nhá, dành cho các bạn mới bắt đầu. Đấy, thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn truy cập của mình luôn, truy cập vào cái kênh của mình luôn nhá, để các bạn tham khảo thêm một số cái video ở trên kênh của mình nhá. Thì sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Đấy, thì các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này này. Đấy, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV nhé. Các bạn gõ không dấu nhé. Đây. Khám phá cuộc sống TV. TV không dấu này. Sau đây các bạn kích vào cái phần kính lúp bên phải này này. Ở đây là cái kênh của mình các bạn nhé. Đấy, khám phá cuộc sống TV. Rồi tiếp theo các bạn kích vào cái hình avatar này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ truy cập vào cái phần danh sách phát này. Rồi, lúc này các bạn sẽ nhìn sang bên phải nhé. Các bạn kích vào cái phần mũi tên này để các bạn tìm kiếm video nhé. Để tránh trường hợp làm mất thời gian của các bạn nhé. Rồi, thì trong cái phần danh sách phát đã tạo này thì mình có để một số cái mục các bạn này. Và các bạn truy cập vào cái phần đó là cái mục đó là hướng dẫn sử dụng Word cho người mới bắt đầu này. Đó, và cái phần một cái mục nữa đấy là... nếu các bạn quan tâm thêm một số cái video về cách sử dụng máy tính dành cho người mới ấy, thì các bạn có thể truy cập vào cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính này cho người mới bắt đầu này. Thì trong này mình chia sẻ rất là chi tiết các cái video về cách sử dụng máy tính nhá. Đó, thì các bạn quan tâm thì các bạn truy cập vào cái phần danh sách phát này để các bạn tham khảo thêm nhá.
Rồi thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn kẻ bảng ở trên cột thành công. Và sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.